ngày đêm được dòng sông Lô bồi đắp phù sa. Nhưng những bờ sôi ruộng mật của người dân khu 1, xã Đại Nghĩa, theo đề án sát nhập, nay là xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, đang ngày càng biến mất. Nhìn mảnh đất canh tác của gia đình mình bị dòng sông nhấn chìm, người dân vô cùng hoang mang, lo sợ. Ghi nhận thực tế cách điểm sạt lở không xa, phóng viên phát hiện nhiều tàu cát đang tích cực khai thác cát lòng sông. Điều này có liên quan đến việc sạt lở bờ sông nghiêm trọng hay không? Phóng viên đã có cuộc trao đổi với trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đoan Hùng, ông Nguyễn Hùng Luân. Cái chỗ này là chỗ cái bờ lở anh ạ, ở cái ven đê ở cái chỗ Đại Nghĩa. Chúng tôi nhìn thấy rồi, hôm nọ chúng tôi đã yêu cầu nó lùi ra rồi. Mà bảo là bây giờ cái chỗ đấy tôi không cần thiết dinh dưỡng, chắc là công ty tôi đấy đang có hiện tượng sạt lở yêu cầu không? Rồi ngay ra đúng cách xa ra cái vị trí ra, có còn làm không? Báo cáo anh là hai cái tàu vẫn đang hoạt động ra sát bờ luôn này nhỉ? Tàu ra tàu vào liên tục. Đấy là mình. Công ty nào đấy anh nhỉ? Đấy là của thằng Tiến Đức. Công ty trách nhiệm của thằng Tiến Đức rồi anh. Thiệt thòi thuộc về người dân chân lấm tay bùn, còn lợi ích thuộc về ai? Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin trong kỳ bài tiếp theo.